I don't know how I survived in this cold and empty world all this time. Trường đẹp quá. We're moving in for our daughter. When I recall what I've been through, there's some things that I wish I didn't do. Now I do the things I do because you love me. Lo lắng, an tâm chưa? Đây là những bộ mặt của những người mẹ lo lắng. Đi học chứ con đi học. Nè, lo lắng. Đó. Đang đi học, giờ cũng phải đi học. Bà ngoại từ San Phan mà lo phải chạy xuống tuốt Nam Cali. Ngồi xe tưng 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 tưng. Đó, cái này là đồ lọc nước phải không? Out there. Đó, đây là phòng tắm. Để đồ ở đây nữa ha. Quá đẹp không? Đây là cục. Này là gì? Mì khô. Mì khô. Sữa. Đời sinh viên mì khô rồi đó. Đời sinh viên. Đời sinh viên có cái chàng mì gói á.
Thôi để nó lo học đi. Nó bỏ uổng. Ok. Này thì mới nhận giấy sấy đúng không? Thấy à? Còn cái phòng mà kia nước uống này luôn. Đầy đủ luôn, rót đồ đi tới chỗ đó luôn. Ai lên nắp cái restroom được không? Đúng không? Đây hẹp hào kiếp của hả? Đúng không? Đây đồ ngơ là sao? Phai chua à? Dạ. Đâu? Wow. Phòng giặt sấy của học sinh đây. Còn ngon hơn của nhà mình nữa. Hả Liên? À nước uống đây, đâu cái gì nữa? Ra đây. Số showroom nè. Ngoài ngoài. Tới đây nè. Điều. Đó. In things unseen. I believe in the message of a dream. Có tủ lạnh nè. And I believe. Đó là chỗ học của nó đó. What you are because you phòng này là relax. With all my